Và đừng quên là ví dụ như mình có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì, mình cứ comment trên livestream, em sẽ tư vấn cho từng chị. Ví dụ như mình hỏi là chiều cao cân nặng của chị nè sẽ vừa với size nào bên nhà em, hay là bé của chị là ví dụ như 9kg, 10kg, 20kg thì có mang vừa hay không, thì nếu mà mang vừa thì mang vừa cái size nào, thì em sẽ tư vấn từng chị một nha các chị nha. Rồi, và hiện tại bây giờ trên livestream ngày hôm nay của em, chị nào mà mình thích mẫu nào các chị chủ động comment liền trên cái mã nếu các chị nhớ, còn không mọi người có thể là mình hỏi em để tư vấn nha các chị nha. Còn về set đồ em đang mang thì các chị cứ lên liền trên cái mã sản phẩm là C314 nha các chị nha. Nếu mà chị nào thích thì mình cứ lên liền trên mã là C314 và kèm với số điện thoại đi, để bên em tư vấn một chút đơn giá chị với mức giá là 250.000. Còn ai mà mình không thích mua nguyên combo, tại vì combo lúc nào nó cũng rẻ hơn, vậy nên là em lúc nào cũng khuyên là các chị ơi mình nên mua nguyên combo cho em. Còn nếu mà mình không thích thì mình có thể mình mua lẻ của đầm mẹ không thì là 199.000, còn đầm bé không thì sẽ là 150.000 cho em nha. Và đừng quên là chị nào mình đặt hàng thì nhớ tag tên ba người bạn của mình vào livestream cùng với lại shop, cũng như các chị mình chia sẻ like với em 1-2 lần để bên em có thể là tư vấn đơn hàng kỹ hơn, và cái comment của các chị nó sẽ không bị ẩn đi nha các chị nha. Trời, ok chị nè, mã là C314 với bạn này giùm em nha. Chị thích thì comment liền cho em là C314, em chỉ có một màu trắng thôi chị. Nếu mà có nhiều màu là em đã chơi với chị mình xem ngay từ đầu luôn rồi. Rồi, hiện tại thì chị nào đang có mặt trên live ngày hôm nay nữa, các chị lên liền cho em cú pháp đặt hàng là C314 cộng kèm số điện thoại cho Hiền nha các chị nha. C314 cộng kèm số điện thoại cho Hiền để Hiền chốt đơn hàng nè. Rồi, chị Thúy Mùi C314 phải là nguyên combo đúng không chị? Vậy là mình lấy nguyên cả đầm mẹ và đầm bé đúng không chị ha? Cho là hiện tại các chị, nếu mà các chị mình mua lẻ thì giá nó sẽ cao hơn một xíu, nhưng mà nếu mà các chị mua nguyên một set á thì bình thường cái mức giá gốc của sản phẩm này nếu các chị mua lần đầu tiên sẽ là 370.000. Sau này thì bên em sẽ sale xuống còn là 350, và hiện tại bây giờ là 250.000 cho cả hai món đồ, vừa đầm mẹ vừa đầm bé luôn. Rất là nhiều chị nghĩ là 250 chỉ có đầm mẹ thôi thì không phải nha, cả đầm mẹ đầm bé luôn, hai món ngày hôm nay bên em chốt với giá sale chỉ có 250.000. Và chị nào chốt đặt hàng thì đừng quên là cho em đúng cái mã và kèm cái số điện thoại của các chị trên cùng một dòng là bên em chốt, và cũng như là lên đơn hàng cho tất cả các chị luôn. Và hiện tại thì chị nào mình chưa có số điện thoại các chị bổ sung liền giúp em, hoặc là chị nào chưa có mã mình lên mã liền giúp em để bên em tư vấn nha. Rồi, C314 em có cho mọi người đó là đầm bé size MLXL từ 11 cân trở lên, và giúp em tầm 32 cân đổ lại là mang đẹp cho em ha. Và C314 em chỉ có duy nhất một màu trắng trên những cái nền họa tiết hoa nhí thôi, và kèm nơ cho các chị nè. Còn về đầm mẹ thì sẽ có size MLXL mà, nghĩa là chị nào tầm dưới 60 cân đổ lại là vừa cho em ha. Rồi, ok chị nè, nếu mà mình mua lẻ mẹ thì sẽ là 199 chị. Nếu mà mình mua lẻ mẹ là 199, còn lẻ bé thì em là 150.000 chị ha. Rồi bây giờ còn chị nào mình trên livestream mà mình thích nữa thì chủ động cho em liền cái mã và kèm cái số điện thoại để bên em chốt và tư vấn đơn hàng nha. Bây giờ chuẩn bị em sẽ thay tiếp một cái mẫu nữa cho các chị ở nhà mình cùng săn sale. Thì chị nào còn trên livestream ngày hôm nay, các chị chủ động để lại cho em xin những cái dấu chấm comment nè, những cái câu chào, câu hỏi, những cái thắc mắc gì đó để bên em tư vấn nha các chị nha. Rồi các chị đợi em một xíu thay mẫu nha. Chủ động cho em liền cái mã và số điện thoại để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho tất cả các chị ha. Rồi em chào tất